Thưa quý vị, từ đêm nay trở đi, mưa rông có xu hướng mở rộng ra phía Bắc. Nguyên nhân là do sự phát triển và mở rộng lên phía Bắc của nhiễu động gió đông làm gia tăng lượng ẩm ở miền Bắc. Cùng lúc từ gần sáng và ngày mai trở đi sẽ có một khối không khí lạnh yếu tăng cường xuống nước ta. Gió đông sẽ khiến cho các tỉnh miền Bắc trong ngày mai trời chuyển nhiều mây hơn. Khu vực ven biển và các tỉnh vùng đồng bằng có mưa. Từ chiều mai ở khu vực phía nam của vùng đồng bằng cục bộ có nơi mưa to. Không khí lạnh cộng mưa sẽ làm cho nền nhiệt ngày mai ở các tỉnh thành phố khu vực phía đông bắc bộ giảm rõ xuống còn từ 24 đến 25 độ ở khu vực đồng bằng và xuống dưới 23 độ ở các tỉnh vùng núi phía bắc. Trong khi đó ở các tỉnh thành phố khu vực phía tây, tác động của không khí lạnh thì không đáng kể, gió đông cũng ảnh hưởng không nhiều, mai trời vẫn có nắng và nhiệt độ cao từ 28 đến 30 độ. Không khí lạnh tác động, gió đông mở ngược ra phía bắc cũng làm vùng mưa lớn ở miền Trung thay đổi. Đêm nay ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận vẫn còn có mưa nhiều nơi, cục bộ có điểm mưa to. Sang ngày mai mưa giảm còn ở mức rải rác. Trong khi đó thì ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, nơi có tác động của gió đông và không khí lạnh tăng cường, sẽ là vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến từ 30 đến 50 mm. Mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế chỉ từ 26 đến 28 độ. Trong khi ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ tăng lên mức 29 đến 31 độ. Không nằm trong vùng tác động của gió đông, nhưng hoàn lưu vùng xoáy thấp và rãnh áp thấp vẫn còn. Vì thế, trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong đó, ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ là những vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên cao từ 26 đến 29 độ, còn ở khu vực Nam Bộ ngưỡng nhiệt trong khoảng 29 đến 31 độ. Điều lưu ý là ở khu vực Nam Bộ, mưa lớn đúng đợt chiều cường cao, nên từ nay đến ngày 29 tháng 11, ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện chiều cường. Mực nước lớn nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,25 đến 4,35 mét. Do ảnh hưởng của chiều cường cộng mưa, khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng tại vùng trũng thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao. Trên biển, khu vực huyện đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc ở mức cấp 5. Còn với khu vực huyện đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Gió đông đến đông nam mạnh ở mức cấp 4, cấp 5.